Xin chào bạn Bin nha. À, đây là bạn Thắng nha các bạn. À, hôm nay mình cùng bạn Bin với bạn Thắng có một trò chơi câu cá nha. Giờ mở đi bạn Bin. Wow, đây là hình con gì vậy ta? Con vịt. Bạn Thắng biết con vịt không? Hả? À, cùng nhau thi câu nha, thi ai thắng nha, ai thắng sẽ được tặng quả trứng nha các bạn. Đây là quả trứng hình Hello Kitty. Đây, quả trứng này màu gì á bạn Bin? Quả trứng này màu gì? Màu cà hay với ta. Rồi, giờ cùng nhau thi nha. Nút mở nó đây nha các bạn nha. Wow, đây nó quay rồi, bây giờ mình bỏ cá vô nha. Bắt đầu thi câu nha. Hai bạn thi câu, hai thắng được thưởng. Hai bạn thi câu nha. Nha. Rồi, thi thôi, 1, 2, 3. Rồi, con nào chưa? Giật lên, giật lên. Được rồi. Rồi, giật lên. Rồi, rồi cho con câu nó luôn rồi. Nha. Bạn Bin được một con rồi nha. Chưa cung á. Bạn câu đi. Nghe câu gì chưa cung. À, hay quá. Bạn thắng được một con rồi nha. Quê rồi. Để đây bạn Bin ơi, thua rồi. Trời ơi, Bin chơi hân gian quá hả? À, Bin chơi hân gian. Được chưa? Rồi, cá được lắm đâu của ta. Cái muỗng nghe, cái muỗng tao thử nha Nguyên Bin. Cái muỗng tao thử có được không nha. Đây. Rồi, Bin câu đi. Rồi, con thắng được hai con rồi. Để đi Bin ơi, Bin thua rồi Bin ơi. Bên chơi ăn gian nha. Ừ, bên chơi ăn gian quá. Em giống con nhà quá. Ôi, bên chơi ăn gian kìa. Bên được mấy con rồi? Bên được mấy con rồi? Hai con. Ba con. Rồi, thắng được ba con luôn rồi nha. Để đi, cố lên. Đây, đây con mở cho. À, hay quá ta.
đổ ở trong là có gì nha. Wow, quá khủng không nha. Quà hình dáng nè. Quà và bong bóng nha các bạn nha. Hết rồi. Đây dán tay luôn. À. Cái này quay thôi. Quay. Đó.